Ôi, anh Xuân Hùng, anh lại về được xe mới à? À, mới về một chiếc xe Hyundai Grand 10. Chiếc này là đời 2015, nó khá đẹp và cái dòng sedan hai đầu rồi nhé. Dòng này được trang bị 4 máy rất khỏe đây. Nhưng gần vào đây xem 4 máy này. Đây mới là những dòng xe mà nó sạch sẽ và máy zin này nhé. Con này máy zin luôn. 4 máy này, máy 1.2. Rất ngon hành luôn. Xe này cực kỳ xịn sò, đã có dán cả tem đăng kiểm rồi này nhé. Xe thì vừa mới về. Thì đây là xe vừa về nhé, thì nó sẽ có đèn đèn nhà chủ đi lâu ngoài nó cháy đúng không ạ? Đấy là phải thay cái này đấy nhá, báo cáo cho bác là phải thay. Đây bên đây nó đẹp này cơ mà, đấy bên đây của nó đẹp thế này cơ mà, nhưng mà bên kia nó cháy thì phải thay thôi. Đấy thì mua xe cũ về là chấp nhận là mình phải làm nhá, mua xe cũ về chấp nhận là mình phải làm để dọn dẹp để cho các bác mua và đi lại. Các bác yên tâm luôn, xe của em đã mua ra nhá, đã mua xe của em mà đi về không phải làm bất cứ một cái gì luôn, em làm hết gọn gàng rồi, từ sơn xi nội ngoại thất máy móc ngon này hết. Thấy chưa? Đấy là một cái tiêu chí bọn em đang làm xe. Đấy, ok nhé. Chiếc này thì đời 2015, em vừa mới về đến nhà. Ngày mai em cho đi dọn dẹp một chút và giá của nó cũng chỉ đâu đó tầm 245 triệu thôi. Đấy. Nhớ các bác nhá, xe tư nhân luôn, biển 89 Hưng Yên và chiếc này đăng kiểm còn rất dài. Đăng kiểm còn đến tháng 2 2024. Mới đăng kiểm được mấy ngày thôi. Đó. Mới đăng kiểm mấy ngày nhé. Xe màu trắng. Xe màu trắng này. Đấy, form dáng cực kỳ ok nhá. Xe màu trắng form dáng cực kỳ ok. Cái dòng này là xe sedan hai đầu thì chạy nó rất là đầm, rất đầm chắc luôn. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu mua chiếc này nhá, nhà em có hai chiếc như này luôn. Một chiếc màu bạc cũng 2015 và chiếc này thì màu trắng. Đấy, có nhá. Cũng loanh quanh vào tầm hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy. Giá trên có thể là bao hồ sơ vận chuyển các bác toàn quốc rồi. Các bác nào đang có nhu cầu mua có thể đến tại chợ xe cổ Hải Dương, chuyên mua bán ô tô cũ nhá các bác nhá. Đấy, ok. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ em.